À, mình mới order thêm một thùng nem nữa các bạn, nem xương ban á, để ăn cái lễ July 4. Còn mẹ ngủ, nhà ngủ hết rồi. Mẹ, con mới order thêm thùng nem để lễ ăn. Nem xương ban á, nem. Ăn lễ à? Lễ July 4. Ủa còn hả? Ừ. Ủa bữa cũng nhớ ăn hết mà ta. Có con nó đóng kìa. Còn phải không? Có cục gì đây ơi. Một đùi trong cái đoạn kìa. Rồi giờ sao? Ôi là hoài vậy. Vậy lấy ra ăn hết cho rồi. Lấy ăn hả? Ừ, lấy ăn hết đi. Ăn giờ hả? Thì ăn luôn chứ để làm gì vậy? Tự vì cái nem nó để được sao? Bữa mình để bao lâu rồi ta? Lâu rồi, mấy tháng rồi đó. 2 tháng rồi. Lâu quá. Hơn 2 tháng hả? Ừ. Nhưng mà cái này để nem này để được 6 tháng rồi, không sao đó. Lấy ra ăn thôi. Ê mới đâu về mập? Mới đi ra tiệm đóng cả nước sơn xong hết rồi. Dạ. Yeah. Đây. Nữa hả? Riêng cái món này giữ đi. Ngon quá. Lên. Các bạn biết sao không? Một chương trình khuyến mãi cho dịp lễ. Là ai mà coi vừa coi tới cái khúc vừa. Này là tắt cái video này order xong rồi vô coi tiếp. Đúng rồi. Chứ đừng có coi hết video này là người ta nhảy vô người ta order nha. Lần trước á khuyến mãi cái ngày Mother's Day á 300 order trong vòng $99 các bạn biết, trong vòng có 6 tiếng rồi 300 order hết sạch. Mình ngủ sáng nha, ngủ dậy cái có khán giả nói ủa sao em order không được, sold out hết rồi, sao kỳ. Cái mình mới hỏi mình check nó, mình có bán hết rồi, nhanh lắm các bạn ơi, tranh thủ nha. Khi mà quý vị coi cái clip này, nhanh chóng order trong vòng 400 order. Còn mình sẽ hướng dẫn cái cách order online trên nemxuyenban.com, order bằng máy tính hoặc điện thoại di động cũng được, rất là chi tiết và rất là dễ dàng. Quý anh chị, cô chú có thể là tự order. Thay vì bây giờ mình gọi trực tiếp qua bên em xuyên bang á, rất là mất thời gian. Tại vì cái kẹt máy liên tục à. Các bạn, người này gọi, người kia gọi, người này gọi là bị kẹt máy. Cho nên order nó rất là bị chậm trễ. Mọi người có thể tự order trên website nemxuyenban.com. Rất là dễ dàng. Order liền ngay lập tức. Để không thôi hết rồi. Mình là mình tranh thủ mình làm trước liền. Đó. Mẹ còn mấy cái cụ lo ra hết rồi mà. Cô làm lẹ lắm, cô xử liền là hết. Với lại một phần em xuyên ban biết mình order người ta cũng ưu tiên các bạn, ta ship lẹ lắm. Ưu tiên. À, mọi người nhớ nha, khi mà coi cái clip này á, order liền luôn. Sau đó bể tủ lạnh để dành cho cái ngày lễ July 4 sắp tới để mà mình làm tiệc và mình đại khách nha. Nên để. Order bây giờ vì mình để gần cận quá ngày lễ á, cái dịch vụ mà ship cũng sẽ bị chậm. Đúng rồi, sẽ bị chậm chứ lại. Phải trừ hao nha các bạn. Đâu bị gì đâu. Dạ. Yeah. Để được 6 tháng rồi. Hello bầu trời Cali, xin kính chào mọi người nha. Bữa nay mình làm một cái video này tại vì rất là nhiều anh chị comment phía bên dưới vì những video của mình mà hỏi bầu trời Cali về nhiều cái cách order nem á bằng online như thế nào, thì mình thật sự là mình không có thời gian để mình chỉ cho hướng dẫn cho mọi người từng người được. Và bây giờ mình sẽ làm qua cái máy tính này và mọi người chú ý theo là cái cách order như thế nào để mình hướng dẫn cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong cái việc order nem nha mọi người nha. Mình tự ở nhà mình tự online và mình order nem thì nó dễ dàng hơn cho mình là khi mình gọi điện trực tiếp cho họ để mình order, thì nó rất là mất thời gian. Cái thứ hai là cái nhiều người gọi vô cùng một lúc á, cho nên là quý vị á, có thể gọi họ sẽ không bắt máy là do có thể họ bị kẹt máy. Nên mọi người chú ý và thông cảm. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người order bằng online nha mọi người nha. Bây giờ mình chỉ bấm vô trong cái website, nó có tên là nemxuyenban.com ha các bạn. Các bạn có thể thấy rõ ha. Đấy. Và đây mình, các bạn thấy đây, nó hiện ra một cái website của họ là nemxuyenban.com ha. Mình bấm một cái order now, bấm vô đây, mình nó sẽ chuyển qua vô những cái phần mình cần phải order. Thì mình thường hay order cái hộp bự, hộp large, là cái hộp đó là tổng cộng là 70 cây nem. Thì bình thường họ bán là 100, hình như là để mình bấm vô cho các bạn coi nha. Đây, cái mục nem nướng cộng chậu tôm nè, mình chọn vô đây ha. Mình hay order cái phần này. Nếu mọi người mà mua những cái lẻ như vậy á thì nó sẽ mắc hơn ha, nó sẽ mắc hơn là mình mua hai cái cùng một thứ. Mình bấm vô đây thì nó có giá là 105 đồng ha các bạn. Đây, khi mọi người xem cái clip này của mình á
thì nó sẽ không còn 105 đồng nữa mà nó chỉ là 99 đô la mà thôi. Tại vì bây giờ mình đang làm trước cái ngày mà họ đang khuyến mãi cho cái ngày Father Day và cái ngày lễ July 4 sắp tới. Thì hiện tại bây giờ nó là 105 đồng do là họ chưa đến cái lúc giảm giá ha các bạn ha. Khi mọi người xem được cái clip này thì mọi người cứ bấm vô y chang như mình nói. Bây giờ bấm vô buy now. Mình bấm vô đây ha các bạn ha. Rồi nó sẽ hiện ra như vậy. Nó hiện như vậy là nó tổng cộng nè các bạn, mọi người thấy là 1 2 3 4 5 bịch, 5 bịch chậu tôm. Ha, còn cái đây là 5 bịch nem, 1 2 3 4 5. Mỗi một bịch nó có tổng cộng là 7 cây. 10 bịch là 70 cây tổng cộng ha. 70 cây cho cái hộp này. Mọi người lưu ý ha, này. Rồi, nó có giá 105 đồng và bắt đầu mình sẽ chọn tiếp. Mình chọn tiếp và họ là họ free shipping nha các bạn nha, miễn phí tiền ship luôn, chỉ có 99 đô la thôi. Đây mình chọn vô đây là cái chỗ này là cái chỗ sauce. Các mọi người có ăn sauce hay không? Muốn nếu mà mọi người ăn sauce thì mọi người order thêm. Còn nếu mà không mà mọi người có thể tự làm sauce cho mình thì không cần phải order. Tuy nhiên cái sauce này như mình nhắc đi nhắc lại là cái sauce này họ làm rất là lạc. Nó rất là lạc nha các bạn. Tại vì tùy theo khẩu vị của mỗi người, ai ăn như thế nào thì có thể nêm lại. Như mình chia sẻ những cái clip trước, có thể mình bỏ cái súp gà vô cho nó loãng đi một chút ha, rồi sau đó mình có thể nêm nếm lại mặn, ngọt, lạc hay là nhẹ gì như thế nào đó là tùy mỗi người. Cho nên á, mọi người thông cảm là nói tại sao shop nó dở. Mình lúc mình order về mình ăn thử mình thấy cũng thấy dở thiệt. Nhưng mà lý do là mình không có nêm lại, mình phải nêm lại tại vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau. Ví dụ mình order hai bịch shop ha, một bịch shop là 6 đồng. Hai bịch shop là 12 đồng ha, ví dụ nha, bấm vô hai bịch 12 đồng nữa nó tổng cộng là 117 đồng nha mọi người. Nhưng mà cái ngày đặc biệt á là trong cái ngày lễ là họ sẽ giảm giá chỉ còn 99 đô la thôi. Đây mình có hai mục nè, free standard shipping ha, mình chọn cái mục này. Ở trên là họ sẽ miễn phí tiền ship, còn ở dưới đây là mình chọn ở dưới là mình tới mình pick up, tức là mình trả tiền xong mình chạy tới đây mình lấy hàng thôi. Tuy nhiên những anh chị ở xuyên bang là không thể nào tới đây pick up được rồi, thì mình phải chọn cái mục là shipping và họ sẽ miễn phí. Tiếp tục kéo xuống dưới, bây giờ ví dụ mọi người muốn mua mấy hộp, ví dụ như một hộp ở đây là số 1 ha, muốn 5 hộp đi số 5 vô, một hộp số 1, mình một hộp bấm vô đây, bắt đầu mình bấm chỗ này go to check out nha, bấm vô đây rồi. Mọi người lưu ý là nhớ ghi cái địa chỉ email của mình vô. Khi mà mọi người order cái một cái phần nem này á thì hệ thống sẽ tự động nhắn tin nha, nhắn tin message cho quý vị là cái tracking number để mọi người có thể kiểm tra cái số tracking number của mình và mình canh thời gian để mà mình nhận cái món hàng này. Và trong đó họ cũng có ghi, trong cái tracking number cũng có ghi là cái món hàng sẽ được giao ở đâu. Ví dụ giao ở hộp thơ hay giao trước cửa nhà hoặc là cửa phụ hoặc là basement hay là ví dụ vậy. Thì mọi người nhớ lưu ý là điền cái email này vô, của mình vô, và thường xuyên kiểm tra email để mà mình kiểm tra cái món hàng của mình nó về tới nhà mình hay chưa. Sau đó mình sẽ bấm chọn cái hàng trên này ha, mình bấm vô mục này là mục đồng ý, bấm vô đây. Ví dụ mình bấm email của mình bầu trời Cali ha, gmail.com ví dụ vậy. Rồi bây giờ kéo xuống tiếp tục phía dưới và bắt đầu mình sẽ tới cái mục gọi là trả tiền. Đâu lại đây, bấm vô đây check out, bấm vô rồi, bấm vô một phần này nữa thì nó sẽ hiện ra như vậy. Thì mọi người mọi người lưu ý nha, cái nem xuyên bang này chỉ ship ở trong phạm vi của nước Mỹ thôi. Có nhiều anh chị ở Canada hỏi có ship qua bên đó không thì mình cũng xin chia sẻ là không nha anh chị nha, chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Thì đây là mình ở Mỹ thì mình chọn này là đúng rồi ha. Bây giờ mình bấm cái tên mình vô, ví dụ như Tuấn đó. Và số phone của mình ha, ví dụ bấm số phone của mình vô nha mọi người. Rồi và địa chỉ nhà mình để họ ship cho mình nha, ví dụ như số nhà tầm 7 tầm 3 vậy đi. Rồi số nhà ha, CD. Rồi ví dụ như CD thành phố gì đó, Westminster đi chẳng hạn đó. Ví dụ, rồi zip code, bấm zip code của mình vô, gì chính gì đó, gì đó, gì đó, rồi.
Rồi sau đó là mình chọn cái tiểu bang của mình đang sống ha. Ví dụ tiểu bang nào, Georgia hay là California, Colorado gì nè, Connecticut ví dụ. Đó, Kentucky, ví dụ tiểu bang bất kỳ, tiểu bang California đi ha, ví dụ nha. Bấm vô. Rồi. Thì mấy cái này là dễ rồi ha mọi người ha, cái này là hầu như là ai cũng biết được. Nhưng mà mình hướng dẫn mọi người luôn, cho thí dụ những cô chú nào có thể lớn tuổi hơn thì có thể là tự mình bấm luôn. Thì nó hiện ra như vậy nữa. Thì ở đây nó hiện ra hai mục nè, các bạn thấy một nè, địa chỉ email, hai là cái địa chỉ ship hàng. Nó chính xác chưa? Rồi, nếu đúng chính xác rồi. Đây, shipping miễn phí ha, free, bấm tiếp tục. Bắt đầu. Cái mục này là cái mục mình trả tiền đây. Mọi người lưu ý là trong cái khi mà mình order online như vậy á thì mình xài được thẻ Visa, thẻ credit, thẻ debit gì đó, thà xài thẻ gì cũng được ha. Còn mọi người muốn mà trả bằng check á thì mọi người nên gọi trực tiếp cho công ty Nam Xuyên Bang. Nếu mà trả bằng check thì có số điện thoại mình có ghi ở trên video đó mọi người. Đây, bấm vô một go to payment. Ok, nó hiện ra như vậy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ credit nè, xài credit chọn ở đây, bank account và chọn ở đây. Ok mọi người nha, đây mình chọn thường mình xài thẻ credit card ha. Credit card thì debit card, credit card gì cũng được, bấm vô đây. Đó, bấm mấy cái số mặt trước của cái thẻ ha. Và cái này là cái thời hạn, hết hạn của cái thẻ, ví dụ như tháng 4 năm 2021 hay gì đó thì là ví dụ như 04 và 21 đó ví dụ. Còn cái này là cái số, ba cái số bí mật phía sau của cái thẻ. Ok mọi người, cái số bí mật phía sau của cái thẻ, thí dụ như số 345 ví dụ, bấm vô và mọi người bấm chữ pay. Khi mà điền xong hết bấm chữ pay và tự động cái thủ tục đã hoàn tất và mọi người bắt đầu nhận cái tracking number khi họ ship hàng và mình ở nhà mình chờ thôi. Mọi người xem, các cô chú xem phải xem và lưu ý ha, có thể là tự order online. Rồi cảm ơn mọi người. Trời ơi, còn con không biết con mua thêm. Con này vừa mở cái nắp ra cái này là lên tới cái nắp luôn các bạn. giờ tôi dến thêm thùng nem về nữa chắc chút bị chửi. Thì có gì mình xong mình ăn mình đem qua bên kia luôn. Chỉ có mình mẹ biết thôi, là những cái gì mà mẹ cất thôi đó, cất ở đâu chỉ có mẹ biết, không ai biết. Nhà này là đạo thạch các bạn, thích ăn thạch hơn cá, từ cá nó tanh á, mọi người ai cũng sợ đó. Gì mà xương không à, trời ơi xương ống. Xương gà. Cái gì thế hả? Ồ, cậu được nguyên bịch đó luôn hả mẹ? Ừ. Thôi lâu đang hết, lâu đang hết luôn đi. Rồi có cái mới rồi để dành cái mới lại. Tự chu la thoa tao có mời một hai người vài người bạn tới đó mà, cho nên tao mới mua đó. Ừ. Là người quen của tao. Nè, còn nguyên nè cầm tiếp tiếp. Như đây là 35 cây nem mà đó các bạn. Thôi còn nữa. Cái nem á này chậu tôm nè. Chậu tôm. Chắc luôn. Chậu tôm. Chậu tôm với cả. Ăn lấy luôn đi. Hết luôn. Trời ơi, vậy không chịu nói là con mua thêm thùng. Trời ơi, các bạn coi nè. Còn cả đống luôn rồi. Thôi ra hết đi. Để rồi rồi, để các bạn ơi, mọi người khi mà order á, trong cái thùng đồ á, là nó sẽ có một tờ giấy này nè các bạn. Thì mọi người hãy nhìn vô tờ giấy này và đây là cái cách người ta hướng dẫn cho mọi người có thể chế biến cái món nem ha. Đây, có tiếng Việt, đặt vào tủ đông nè ha. Rồi hấp trong 25 phút, rồi sau đó đem đi nướng, vậy thôi xong. Nè, tờ giấy hướng dẫn nè mọi người.
Đây là hai bịch sốt. Cái sốt vừa thay với nước mắm vừa ngon. Đây là. Ừ, phải thay với nước mắm ăn nó ngon. Đây. Hai bịch chà bá luôn, chà bá lửa. Mọi người khi nó đông đá như vậy nè mọi người, nó còn đông đá là mình mới lo ra nè. Thì mình để y như vậy, mình vô cái nồi mình hấp luôn nha. Khỏi cần chờ xả đông cũng được. Tại vì đây là những cái bịch được thiết kế rất là đặc biệt để dành cho mình có thể mình hấp. Cái này là chủ của anh em xuyên bang nấu với mình nha. Cho nên mình không có vấn đề, mình không cần có lấy ra, để y như vậy hấp luôn. Thì như vậy á, nó còn đông đá như vậy á, thì mình hấp nó lâu hơn chút xíu để cho nó chín, nó nở cho anh em ra, sau đó mình đem đi nữa. Ăn cho hết cái này các bạn. Trời ơi, thằng chịu nói là mua được thêm. Cản ghê. Lỡ rồi. Lỡ ăn luôn. Lấy hai cái tầng dĩ hấp không? Hấp lên trên mình dưới. Kiểu này tôi kêu anh em xuyên bang phải... Tôi phải bắt đền làm tôi mập. Bây giờ cái củ hấp nè, cho nó ngon. Ừ. Còn quá trời. Dễ lấy không? Nồi không hấp luôn tiếp. Ừ, để vô luôn. Thêm tầng nữa. Thêm tầng trên nữa. Đậu cơm hay đi cơm đi. À. 3:30 mình mở nắp. Bây giờ? 3:05. 3:05, giờ 3:30. 3:30 mở nắp. Để xem mở nắp. Ủa, tính thời gian chưa sôi luôn hả? Hay là tính tới lúc sôi ta? Thôi hấp chừng nào mình nhìn nó nở ra mình biết nó chín rồi. Tại vì mình còn phải nướng lại nữa mà. Ừ. Bây giờ phải lấy độc chị độc đi. Chiếc xe của mình á giờ có mùi mắm tôm không? Ê, còn luôn hả? Còn. Mắm tôm gì? Có mùi mắm. Ủa không, cặp cũng còn. Chị nhưng mà đỡ chưa? Vậy thì bây giờ tao sẽ lấy nem với nước mắm tôi vô cho nó ăn, lấy độc chị độc cho nó át cái mùi mắm đi. Mắm hết mùi mà mắm. Thôi mùi nước mắm. Lấy nước mắm chế vô rồi hết bảo đảm hết mùi mắm tôm liền. Đem cho má của Đạt bớt đi mẹ ơi. Không muốn cho vợ nhèm. Đó thì vợ nhèm á. Đem vợ cho má mà, có chứ nhà mình giờ có khách tới ăn cũng không hết đâu các bạn. Thời gian này á các bạn, cái tình hình dịch chưa hết, cái tình hình biểu tình nó đang gia tăng lên mà mình rất là lo. Và có thể là thêm nhiều những ca nhiễm mới nữa, rất là nguy hiểm. Thì bây giờ á mọi người, order anh em về nhà ăn đi, đừng đi đâu hết. Ở nhà là có anh em. À, bây giờ lâu ra. Mọi người lưu ý điều này. Khi mà mọi người gọi cho anh em xuyên bang hoặc là bất kỳ cái vấn đề gì đó mà mình thắc mắc, ví dụ như hàng sau chưa tới hay gì đó, mọi người cứ nhắn tin vào cái số điện thoại mà mình có ghi ở trong video, hiện tại là hiện lên đó các bạn. Nhắn tin vào đó thì sẽ có nhân viên, người ta sẽ xem cái tin nhắn và họ sẽ gọi ngược trở lại cho quý vị liền nha. Quý vị đừng cố gắng gọi cho họ, nhiều khi họ kẹt máy, họ không bắt máy được, dẫn đến là tại sao mình liên lạc không được nha mọi người. Lưu ý là hãy cứ nhắn tin vào trong đó và mình cứ để cái thông tin của mình như thế nào, họ sẽ liên lạc lại cho mọi người. Khi mà mọi người order á, bắt đầu order và bắt đầu khi mà mình trả tiền xong á, là hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho mọi người, cho anh chị. Là cái tin nhắn đó là thông báo là họ đã nhận được cái order của mọi người. Và anh chị sẽ nhận được một cái tracking number nữa. Và anh chị sẽ thấy được cái số đó và mình có thể mình kiểm tra là cái hàng của mình đang đi tới đâu và cái ngày nào mình sẽ nhận được, để tránh tình trạng là mình hàng đã đến rồi nhưng mà mình sơ ý, mình không đi ra mình lấy, dẫn đến là hàng để lâu nó sẽ bị hỏng. Nhưng mà chủ của nem xuyên bang có nói với mình á, là với một cái nhiệt độ bình thường thì những cái cây nem đó có thể để được đến 7 ngày không có hư nha các bạn. 7 ngày, đó là chủ của nem xuyên bang nói với mình. Cho nên mọi người nhiều khi thấy là sao lấy cái bịch nem ra mà nó không lạnh.
nó không lạnh. Ví dụ như mọi người có thể để trễ một vài tiếng à, mình ra mình lấy thì cái chuyện đó vấn đề đó rất bình thường, không vấn đề gì hết nha các mọi người nha, đừng có sợ nó hư, không hư đâu. Đây các bạn, đây là những gói nem mà mình mới nhận được, nó cũng còn hơi hơi lạnh lạnh các bạn, hơi hơi lạnh, nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha, với một nhiệt độ bình thường giống như ở trong nhà vậy đi là nó sẽ chịu được đến 7 ngày lận, không có sao hết. Ví dụ như mình để vậy, mình để qua ngày mai để ở đây cũng không sao hết, không vấn đề gì ha, đừng có lo. À, Nem Xuyên Bang cũng có một cái trang Facebook là cùng tên là Nem Xuyên Bang. Các bạn à, mọi người cứ vô cái trang đó và like để mà có những cái chương trình khuyến mãi hay là giảm giá hay cái gì trong tương lai á, thì mọi người có thể nắm bắt được ha. Mọi người thấy không, một bịch đó, nó có tới tổng cộng là 7 cây mà 10 bịch như vậy tức là 70 cây mà chỉ có $99 thôi. Mọi người tranh thủ nha, sau cái clip này coi phải order liền, 400 order đầu tiên. Wow, đã vậy ta. Đó, có mấy thanh là có vị xoài ngon không các bạn. Trên đây, trên đây, trên đây. Đấy, đấy, đây nè, tí qua đây nè. Đẹp quá đó. Sao ngồi trung tâm vậy trời? Làm người diễn viên chính luôn đi. Đúng rồi. Ăn thanh. Xin chào toàn thể mọi người. Đây mình xin chia sẻ một chút xíu. À, cái này thì nhà mình cũng quay nhiều lần rồi, bây giờ còn mớ lâu ra ăn hết thì hồi này hơn 2 tháng rồi nha, ăn không biết có ngon không, để mọi người ăn thử coi sao. À, mình xin chia sẻ luôn là khi mọi người mà xem được cái clip này á, khi mình post cái clip này lên á, là các anh chị ở Mỹ á order ngay lập tức, họ giảm giá chỉ 70 cây nem như vậy để cho mọi người có thể ăn trong cái ngày lễ July 4 sắp tới. Nhớ nha mọi người nha, order liền ngay lập tức, không thôi là qua ngày mai là sẽ hết, mọi người sẽ bị chậm đi và cái giá nó sẽ trở lại như thường, như cũ. À, mọi người xem cái clip này của mình á, order xong á, thì bất kỳ một cái thắc mắc gì đó, mọi người vui lòng nhắn tin vào cái số điện thoại mà mình sẽ chia sẻ. Nhắn tin vào nhau mọi người, ví dụ mọi người gọi không được, cô chú gọi không được thì hãy nhắn tin vô. Và customer service sẽ gọi lại cho mọi người để mà thông báo, nhiều khi máy bị kẹt nhưng mà nhắc đi nhắc lại, mọi người cứ nhắn tin vô đó. Đừng nhắn tin cho mình nha, mình không biết gì, hỏi mình cũng như không à. Rồi bây giờ mời mọi người cùng dùng với gia đình Bầu Trời Kali. Cái món này á, ăn xong, ăn no thì là no, nó ngán thiệt, nhưng mà khi mà ăn lại nó vẫn ngon như thường. Giờ vẫn thèm, vẫn thèm mà ăn tiếp. Rồi mời anh Đạt, mời mẹ. Vô. Mời mẹ, mời anh Tướng. Chiến đấu. Mời cái tướng này. Rồi. Mẹ có cuốn không? Mẹ thì không cuốn. Thôi cuốn 1-2 cuốn rồi chứ chén. Nè bánh tráng nè. Dạ.
mấy cái này như vậy mình có thể trồng. Ừ, ngon ha. Ủa nó tự ra rễ rễ luôn hả? Đây vậy ta. Cái loại này nó vậy hả? Ok. Giờ con chơi đi. Rồi. Anh chờ cho em cái miếng nước nóng qua đây nè. Đây nè, dựng ra đây. Dựng ra đây nè, tại vì mẹ đâu có cuốn đâu. Cái này là không thấy rồi không? Để bỏ ha. Đúng rồi, cho coi góc đó đi. Đó. Ừ. Ai ăn cuốn thì nước bên này. Rồi, xin mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Đây, cái này nước mắm phải không? Mẹ có nước mắm múc cho mẹ. Đây 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 đây. Được rồi. Ơi. Ừ, để đi con chơi đi, chút nữa nó hết lạnh. Cái này mình có thể ăn với cái shop mà mình có thể mình order riêng á các bạn. Sao cái bánh tráng bự dữ vậy? Gió chừng cái loại bánh tráng này nó bự. Nó có loại nhỏ nữa mà. Hết rồi, đâu có mua đâu. Vậy hả? Ừ. Ba cô gái hết rồi. Nấu này cũng ba cô gái mà ba cô gái bự. Này ba cô bự. Ba bé bự. Bự hơn cái mặt mình luôn các bạn. Bánh này cuốn còn 2-3 cây nem vô vẫn được như thường. Bánh hổ nè, để qua đâu. Được rồi mẹ. Nè. Cái mắm cho anh đi. Đưa chén đi cắp cái hổ bỏ vậy. Thì cái này nó cứng nhắc à. Dạ. Ăn không có được nhưng mà trồng được. Cứng nhắc. Cắp cho anh. Rồi mời em. Bé Thanh bữa nay nó diet các bạn. Nó giảm cân cho nên nó không ăn. Thì ăn xoài thôi phải không? Đây. Rồi. Đi. Ăn còn thứ độc không giờ giảm cân. Ăn nước đồ hoài ta xuống 4 thao rồi đó. Lên thì thấy nẻm chứ. Cho em bỏ lên đây giờ là coi như hết rồi luôn rồi. Dính hả? Ồ cái giấy này đúng rồi. Ôi cái giấy được. Cái loại này nó vậy á. Mình phải mua cái loại bằng mút á. Bằng mút nó không dính. Nó không dính, đúng rồi. Cái loại gì vậy? Loại này bằng giấy nó sẽ dính. Nó dính vô cái bánh tráng. Thôi dẹp luôn đi. Trời ơi. Ờ, dục cái dĩa hay vô cái dĩa khác ăn đi. Thật cuốn. Không được rồi. Hoặc lấy dĩa đá tí. Nó dính vô trong cái dĩa luôn rồi. Thôi thua. Cái dĩa này không có ăn cuốn được. Đây. Rồi. Để lên. Tiện. Bây giờ mình cuốn cái dĩa luôn. Tiện em lên đường. Cuốn cái dĩa vô. Cuốn cái dĩa luôn. Này là bị accident lúc ăn đồ cuốn. Mẹ là không có thích ăn cuốn các bạn. Mẹ có thấy nó có hôi hay gì không? Có mùi gì không? Có mùi gì không? Thôi mình ăn. Không. Tự nhiên trong nhà mình rửa tay rồi. Bình thường. Ngon. Bình thường nha các bạn, vẫn ngon như thường, không để có mùi nữa. Mà đâu hương gì đó. Ừ. Cái này á lúc mà họ sản xuất ra là để được 6 tháng thì bỏ vô tủ đông 6 tháng luôn. Cái này mới có 2 tháng mới 1/3 à, không sao. Nói chung á cái này là mình chủ yếu là mình ăn để mình biết coi cái mình để tủ lạnh ăn ra nó có khác biệt gì không, để cho mọi người mà có order mà ăn không hết á, bỏ tủ lạnh mình vẫn ăn lại bình thường. Đó, như rồi. Mình làm cục chuột bạch để đó thí nghiệm vậy đó. Thời gian làm được. Ừ, tao nói kéo được. À. Ừ. Nè. Này con ông bệnh lắm, lúc nào cũng ăn chung vậy. Cái món này rất là dễ ăn. Ai ăn cũng được. Nó ngon thịt xúc thích lắm rồi. Hèm hèm gì á. Nó dở. Hèm gì ạ? Mà không chị em, thử cuốn một cuốn chơi. Không ăn cuốn cuốn em để đây cũng được nữa. Thuộc 4 thao đó. Ờ, à, ý em nói là cuốn giùm á hả? Rồi dễ đây. Rồi, để nó cuốn cho. Mà nước bên này sao cuốn? Ủa, nước bên đó là sao cuốn? Dài qua chút. Nguyên một mâm này à các bạn. Chỉ có 4 bịch. 4 bịch nha. 1 bịch là 7 cây. 4 bịch. Mà mình order 99 đô la, nó tới 10 bịch rồi. Ghê chưa? Này ăn còn 4 lần. Trời ơi, xài chua quá thầm. Trời, xài sống luôn mà mẹ. Xài này mày bỏ gì mà lắc lắc làm xài lắc xài gì đi mấy ông hả? Xài lắc. Ôi, xài lắc nó ít nha, mất nhẹp. Chua hả cưng? Chua hả? Mẹ phải ăn với mắm ruốc chứ. Kìa. Tại mẹ không ăn với mắm ruốc mẹ đổi. Dì Thanh cho 2 cuốn cho Vi nè luôn nha dì Thanh. Có rau không? Chắc bóc được hả? Xài lắc rồi. Bóc đi, bóc thoải mái đi. Xài lắc bánh hỏi với lại thịt đó là được rồi. Dạ, bắt trước của Amy nè, nãy thấy xé nửa cục này nửa cục kia. Ừ. Vậy hồi nãy bà tính cuốn 2 cái luôn đó mẹ, con đẻ. Nhưng mà nó bự quá. Con đẻ coi sao, một cuốn bằng 2 cái.
Cái đó là cái cách gọi là đánh nhanh rút gọn phải không? Là trong một lúc mình ăn được hai thứ á, khỏi phải ăn lần hai cuốn. Thành nó để ý quá các bạn. Xong cái bự quá cuốn được phải cắt làm đâu. Đó. Thấy thông minh không? Lạ cuốn không được rồi em còn chơi thêm cái dĩa nhì nữa chị em. Thank you em ơi. Dĩa nhì lần sao? Yeah. Cái dĩa này dĩa dư hồi nãy của anh Tuấn bên kia mà. Còn mình mà bỏ mà. Bên nãy ăn đâu? Xà lách hả? Xà lách hả? Xà lách với lại cuốn nem cuốn kia đó với bánh hỏi, bánh hỏi cho nó vậy nữa này nữa kia giống vậy đi ha. Ờ, là cũng được cũng kia được luôn. 50-50 ôi thật là ngon, cái món này làm lẹ quá trời quá đó, quá nhanh nổi tiếng tóc hành. Cái này mà đi làm á hấp chín không đi làm xong cái đem vô là chưa là ăn thôi. Giờ có thời gian mình không còn cách lý nữa nên chứa này nhận mớ có khách tới nhà đột nhiên. Đúng rồi. Mình chỉ đi chợ xong. Mua rau thôi à. Mua rau thôi. Mua rau rồi làm này lên ăn liền lẹ lắm. Lúc nào mẹ cũng chừa lợi ít á, để dưới đít tủ lạnh á, để dưới đít tô luôn á, lúc nào dưới đít tủ lạnh khách tới đột thức á làm này cho người ta ăn liền. Nhưng bánh chén thì quá bự. Bánh hỏi thì nấu sôi con chế vô thành, cái. Dạ. Dưới camera cái. Vô thao luôn, chưa đầy 5 phút hồ nữa. Đổ ra cái rổ. Đổ rổ ráo nước cái đó bắt đầu bỏ vô. Có quay không? Có. Rồi. 12:36. Phải cẩn thận với ăn cho đã rồi ngồi. Không có thích nào. Không có gì hết. Mình bị mấy lần rồi nha các bạn. Tại vì khi mình quay phim á có một cuộc gọi gọi tới là tự là cái chức năng quay phim tự động nó ngắt rồi mình đâu có biết đâu, tại vì cái điện thoại mình không có để chuông rồi cái ăn là nấu cho đã ăn một bụng rồi nó cuộc ra coi chất quất. Không nói gì là ăn mình không á ra là không có quay á là nói phong long á. Ừ, rồi đó cuốn bên này xong rồi đó. Ừ cho nó cuốn đi Thành, cuốn ngon quá mẹ ăn nè. Mẹ cũng ăn ít nhỉ. Tao đã ẹt đấy đuôi mày. Trời ơi, đây cho miếng bánh tráng luôn hả? Con thấy mẹ ăn khoai lang chiên được thế. Lấy bao nhiêu bánh tráng? Khoai lang chiên, khoai tây chiên gì. Nay tự tin đứng rồi. Cứ giờ sao đứng. Giờ sao cuốn không đứng sao lấy ra. Ừ, đỏ. Ê mày lấy sụt cuốn phao nhanh ghê chứ hỉ. Trời chịu ăn chịu tập thể dục mấy là con nó mẹ xuống lẹ. 1 ký. 4 thao là 2 ký đó. Ừ 2 ký. Mày làm gì xuống hả? Lắm không? Tập thể dục hả? Tập thể dục. Tập thể dục. Tập bằng gì? Ăn rau mà. Tập ở nhà. Cái miếng đồ chảy vậy đó. Rau với chè nướng rồi. Đừng ăn thịt heo. À ăn rau hả? Ăn rau. Đúng rồi, ăn rau cho lắm. Ăn ức gà. Ức gà, cá, ốc miêu. Ba rọi. Dơ vệt. Có ba rọi không? Ba rọi không? Không ăn ba đội à? Chủ nhật này đi, chủ nhật này con ăn xả cửa. Chủ nhật này ăn thịt ba đội phải không? Có nghĩa là ăn 6 ngày, một ngày ăn thẳng cả xả cửa. Chủ nhật này nó ăn bò, ăn heo, gà, ba thứ. Rồi, chủ nhật này ở nhà đợi nhà anh Thanh nấu ăn. Ừ, mờ. Chủ nhật tới chơi. Sợ lúc đó em không biết thèm món gì thôi. Nó nhịn 6 ngày nó ăn ngày. Thì một ngày nó sẽ 6 ngày đó nó dồn lại ngày. Đúng rồi, ăn bù 6 ngày kia. Là 6 món luôn á. Đúng rồi. Có tép mỡ đồ vô cho Thanh, ba rồi tép mỡ đồ vô. Tép mỡ bên kia. Ê, nước chấm chán nó hết rồi. Bữa nay sao mà hiện? Thôi, hỏi đi. Hiện vậy? Thôi, bây giờ mình... Kìa, nó cuốn ra kìa, ăn đây. Mình làm miếng cuốn, mình không cuốn nữa. Mình ăn không. Không, thấy cuốn. Ừ. Sao mày cuốn anh ba ăn trước đi, nguyên nãy chưa ăn mà. Kìa. Ừ. Ngon quá. Anh đang đợi con tiêu, bớt một tí con ra trước đó đi. Bộ. Nè con ra đây ngồi nè con. Rồi mẹ nó có ghế nè. Đâu ghế thật, ngồi đây nè, ngồi đây chứ. Thôi, mẹ ngồi đi. Quý, nhắm ngồi đây đi. Kệ có ghế được chưa. Đây em đi Việt Nam mẹ ơi. Ngon thiệt đó chứ. Vừa ăn, nha. Ừ. Làm ngon ghê luôn. Vừa có người á, nó bị ngọt. Chấm nó lắm. Mấy cái nem bị ngọt nhưng mà mình ăn mình không thấy ngọt. Cái chắc này nó phải ngọt ngọt như vậy á. Mỗi người mỗi khẩu vị. Mỗi người mỗi khẩu vị. Mẹ thấy mẹ đâu có thích ăn đồ mặn ngọt đâu, nhưng mà tùy theo món ngọt. Như cá kho này kia mà đường này kia mày đâu có ăn được đâu. Đúng ra cái món này á. Đâu đầy đủ. Bánh tráng á các bạn.
cuốn lại xong bỏ vô dầu chiên lên, chiên giòn lên, xong kẹp vô trong đây ăn nó giòn 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 giòn. Đó, còn mình thì mình không ăn cái đó. Bánh tráng bữa nay được rồi đó, dư sức. Coi như là quyết định là quất hết bịch bánh tráng là nghỉ. Bịch luôn hả? Đó. Bịch nó có mấy lá hả mẹ? Mấy cái à. Bịch thì ít. Nãy giờ con ăn 3 cuốn rồi đó, giờ cuốn này cuốn thứ 4. Xong bữa nay vô con ăn cơm cá kho nữa là đủ rồi. Trời nó ra ngon. Ngon ghê. Ngọt ngọt quá. Sao mẹ không ăn? Mẹ đang đây trời luôn. Thiệt á. Vậy mà sáng rủ chạy bộ, kêu đi bộ. Thôi mẹ. Chào tôm, chào tôm. Mạnh quá. Chúc rê thanh. Mạnh quá thì mạnh miệng lắm. Không, là phải 6 giờ sáng. Mà 8 giờ có nắng lên là tao không đi. Nắng lên nó nóng quá ghét. Đi chủ yếu nó muốn chảy mồ hôi. Để xuống cơn mà nắng nóng. Mẹ là sợ nắng mà, nào giờ mẹ không biết à. Đi ra biển mà và rinh nguyên cái nón với cái dù rồi cái luôn. Dù. Bằng chui vô cái dù chùm mền rồi lại luôn sợ nắng. Ta ra biển đi, người ta phơi nắng. Phơi nắng. Đâu được chưa? Hello. Thôi bye bye khán giả. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại bằng clip tiếp theo. Các anh chị ở Mỹ hãy nhanh chóng order liền ngay lập tức ngay trong khi cái video này nha mọi người nha. Thì nãy như tiếng nói đó, vừa thấy là video này mà anh em order á là nên order xong đi rồi hãy quay lại coi tiếp. Order xong quay lại coi lại. Quay lại coi tiếp. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo của Bầu Trời Kali. Bye. Bye. Ô, cất mấy cái em vô được thì đùi nó. Cất đi chút quan nữa đó. Đi lên lầu mới thay đồ. Để ngoài chút quan. Mẹ no cho đồ đi. No rồi, giờ còn sớm mà. Người ta bỏ vô trong đây. Ủa?